2 giờ rồi á. Ngủ thôi. Sao nó lại dậy giờ này nhỉ? Bố dậy. Thằng mẹ vậy. Chết rồi. Bố thủ cho đến khi chồng dậy mới được. Mẹ dậy. Mình dậy, mình dậy. Anh ơi cứu. Em đã khuya rồi. Tủ đi chứ. Hành động thôi. Dậy. Bố đây, bố đây, bố đây. Ngon giấc rồi. Ý đu. Ngủ ghê kiểu gì đây? Trời ơi, nửa đêm phá làng phá xóm cho mẹ ngủ. Bỗng ho rồi làm sao giờ? Tắt hết điều hòa, tắt quạt, đi tất đeo khăn vào. Gì mà nóng thế này? Giới ạ, con ho thì anh phải cho dùng siro ho cảm 301 bảo phế nhi. Ôi, thế nên giờ em chưa ngủ à?